Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Ngọc Vĩ Lăng từ đầu của em nhá. Hôm nay thì sẽ lại gặp lại cả nhà ở một cái video mới nhá. Và hôm vừa rồi ấy, em nhớ là em có chia sẻ với mọi người về cái video mà công dụng và cái tác dụng của cái cây ngải cứu này này. Thế là hôm nay thì mình sẽ làm một món ăn liên quan đến ngải cứu nhá. Hy vọng là mọi người sẽ cùng đồng hành và xem hết cái video này nhá, để biết là mình làm cái món gì nhá. Bây giờ thì đi ngắm ngải cứu thôi, đi nào.